học mới đã bắt đầu, vấn đề về an toàn giao thông đối với học sinh lại được các cấp, các trường học và cả xã hội quan tâm. Trên khắp các nẻo đường tới trường trong thời điểm này, chúng ta đều thấy khẩu hiệu an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà như lời cảnh tỉnh và nhắc nhở với những người đang tham gia giao thông. Hãy biết chấp hành đúng các luật giao thông để đem lại an toàn cho chính mình và hạnh phúc cho gia đình. Xe đạp điện với giá cả phải chăng, đa dạng về mẫu mã và dễ sử dụng, hiện là loại phương tiện được nhiều phụ huynh lựa chọn để cho con đi học vì cha mẹ bận đi làm không thể đưa đón. Theo thống kê Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 90% số vụ tai nạn giao thông trong những năm gần đây liên quan đến học sinh. Ở độ tuổi 16 đến 18 tuổi, đối tượng chủ yếu đang sử dụng xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm khối, xe đạp điện. Có tới 70% số vụ tai nạn giao thông thương vong là do học sinh trường trung học cơ sở đi xe đạp điện, xe máy điện gây ra. Nguyên nhân chính gây nên các vụ tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh liên quan đến xe đạp điện, phần lớn là do sự chủ quan của các em học sinh. Các em chưa có kinh nghiệm để xử lý tình huống cấp bách. Các em không cần chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông như không chịu đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu, dàn hàng ngang trên đường, điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đi ngược chiều, đeo tai nghe. Do vậy, để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường và hạn chế các nguy cơ gây ra tai nạn giao thông do xe đạp điện, các thầy cô trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ cùng với phụ huynh và học sinh đã thực hiện nhiều biện pháp giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, giúp các em có thêm hiểu biết về luật giao thông và có ý thức trách nhiệm tham gia giao thông an toàn. Hàng năm, Ban giáo hiệu trường trung học cơ sở Phan Tây Hồ đều xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giảng dạy luật giao thông với những mục đích, yêu cầu, nội dung và biện pháp thực hiện cụ thể. Vào ngày thứ hai đầu tuần, nhà trường tổ chức thực hiện nhiều chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trong đó đặc biệt chú trọng nguyên tắc an toàn giao thông trong trường học, giúp các bạn học sinh có những hiểu biết về văn hóa, giao thông và luật giao thông. Không chỉ vậy, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với công an quận Gò Vấp, mời cán bộ công an về trao đổi, trò chuyện với các bạn học sinh, để các học sinh có vẻ cái nhìn đa chiều về an toàn giao thông với học đường. Bên cạnh những buổi sinh hoạt kỹ năng sống về an toàn giao thông do các báo cáo viên thực hiện, các em học sinh còn trực tiếp thành tuyên truyền viên về an toàn giao thông. Các em trực tiếp vẽ tranh, tạo các câu khẩu hiệu có nội dung về an toàn giao thông. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ kịch nói, các em đã thể hiện tiêu phẩm tuyên truyền chủ đề an toàn giao thông. Câu lạc bộ này chính là môi trường hoạt động hiệu quả nhất để các bạn học sinh tự trang bị thêm những kiến thức về luật giao thông và chủ động hơn trước tình hình diễn biến giao thông phức tạp hiện nay. Song song với rất nhiều các giải pháp được nhà trường, các thầy cô giáo, các em học sinh đưa ra thì ý thức thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông của các em học sinh đang trực tiếp tham gia giao thông hàng ngày là giải pháp quan trọng nhất. Khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, các bạn cần đội mũ bảo hiểm và cài quay đúng cách, chuẩn bị trang phục phù hợp, ngồi trên xe đúng tư thế. Chúng ta là những chủ nhân tương lai của đất nước. Ngay bây giờ, đây là còn là học sinh, đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Chúng ta hãy cố gắng học tập thật tốt, gương mẫu thực hiện nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ để góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông. Cuộc sống của chúng ta ở phía trước có rất nhiều điều tốt đẹp. Tương lai đang rộng mở và chờ đón chúng ta. Chúng ta hãy là người biết sống văn minh, lịch sự và xây dựng xã hội tốt đẹp.